Hello, cả nhà em là Sushi, em đến từ shop sushi nội địa nhật.com. Rồi, hôm nay em để cho em giới thiệu cũng như là em để cho cả nhà một cái cặp bóng siêu hiếm, siêu xịn luôn ha cả nhà. Nó về chất âm ha cả nhà. Nó không thua gì 300B Western Electric ha. Không thua gì nha cả nhà nha. Nó với Western Electric thì sản xuất cũng con này thì khoảng 1939, thì Western Electric là khoảng 1940. Còn những cái dòng mà Western Electric 300B bây giờ á cả nhà, thì đời mới bây giờ á, sản xuất từ năm 1990 á, thì nó không có giá trị bằng những cái con bóng cổ ha cả nhà. Rồi thì em xin giới thiệu với cả nhà, ở đây là một cái cặp bóng VT52 Western Electric ha cả nhà. Chất âm không thua gì, thậm chí có nhiều anh em còn thích hơn cả Western Electric 300B nữa ha cả nhà ha. Thì cái bóng này là nó sử dụng trong cái không quân của Hoa Kỳ ha cả nhà, làm những cái trạm liên lạc radio rồi đó, làm những cái trạm liên lạc, thì cái bóng này nó khá là ổn định ha cả nhà, nên họ sử dụng họ trong quân đàn không quân của Hoa Kỳ ha cả nhà. Bóng này được sản xuất vào năm 1939. Thì đốt tim của nó khoảng 6.3 cả nhà, 6.3 ha cả nhà ha. Cả nhà có thể gắn vô những cái con âm ly VT25 nè. Cái bóng này còn được gọi là bóng 45 special ha cả nhà ha. Special là VT45 nè, VT52 nè, hay VT62 nè, hay bóng 10, cả nhà gắn cặp bóng này vô đều được ha cả nhà ha. Rồi, ở đây là con đế khắc ha cả nhà. Western Electric đế khắc. Về tình trạng nó là bóng nốt thôi cả nhà. Nó là bóng nốt nhưng mà để có cắm tép thử vài lần. Cơ bản nó là một bóng nốt, bóng chưa xài cả nhà. Nhưng mà mình cái này là một ông khách ở bên Nhật. Ổng mua. Ổng để dành, ổng ráp âm ly, nhưng mà ổng chưa có ráp thì ổng dùng, ổng cắm vô, ổng thử những cái con âm ly khác coi như thế nào đó. Thì chất âm thì miễn bàn ha cả nhà ha. Cái này ổng nói ổng cắm được có vài lần à. Đó, thành thử ra nó như mới luôn ha cả nhà, nó như mới luôn. Thì cái bộ bóng này ha cả nhà, nếu mà bóng nốt nó siêu hiếm luôn, nó rất hiếm. Đế khắc là nó rất hiếm ha cả nhà ha. Nó hiếm hơn cả những cái con Western Electric mà sơn vàng nữa. Cái loại đế khắc là hiếm nhất. Thì bên nước ngoài á, nó vô giá luôn cả nhà, tùy chỗ bán nó vô giá, gì nó hiếm nó vô giá. Có chỗ nó bán trăm mấy chục triệu luôn, 125 triệu, 130 triệu đó. Thì tùy theo ý em nói là bóng nốt thôi cả nhà ha, bóng chưa xài á, nốt là new on stock á đó. Cái chữ nốt là cái nghĩa nó là như vậy. Thì đây em về được cái cặp bóng này VT52 ha cả nhà ha, để cho cả nhà gắn vô những cái con âm ly VT25, VT52, VT45, VT62 hay là bóng 10. Em nói với cả nhà chất âm nó cực kỳ luôn, nó ngọt hơn cả Western Electric 300B luôn. Cái này là em bao cả nhà là nó ngọt hơn Western Electric 300B nha. Nó với thằng Western Electric 300B nó hai trường phái khác nhau. Con 300B Western Electric thì cái dải mid nó dày, nó dày, nhưng mà con này nó đều dải nè, nhưng mà nó trong trẻo, nó lạnh lót hơn cả Western Electric 300B. Rồi thì về cái giá ha cả nhà ha,
Em xin chia sẻ cái giá siêu đẹp cho cả nhà luôn, siêu siêu đẹp luôn, siêu hiếm luôn, bóng gần như nót nha, bóng mới cắm tết mái vài lần ha cả nhà ha. Mình nhìn cái phiến mình biết ha cả nhà, mình nhìn cái phiến mình biết mới tinh, phiến thủy thủy quá đẹp luôn. 18 triệu cho một cặp bóng này, bóng này vô giá cả nhà, nước ngoài bán trăm mấy chục triệu là bình thường. Cả nhà có âm ly muốn nâng cấp liên hệ em, chất âm tuyệt vời. Rồi vậy nha cả nhà, chúc cả nhà có một ngày vui, bye bye.